Xin chào tất cả các em, hôm nay cô và các em chúng ta sẽ cùng đi vào các bài tập của bài 38 trong vở bài tập toán 4 bộ sách Chân trời sáng tạo. Tiết học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào bài ôn tập số tự nhiên. Bài tập số 1 yêu cầu các em thực hiện các yêu cầu sau. Câu A là chúng ta sẽ đọc các số này. Vậy các em hãy dừng lại đọc số, sau đó chị sẽ đối chiếu phần bài chữ của cô. Để đọc số thì các em sẽ đọc theo thứ tự từ trái sang phải, các em tách các lớp ra để các em đọc. Cô có đầu tiên, số đầu tiên các em sẽ đọc là 815.159. Số tiếp theo chúng ta đọc 6.089.140. Cô đọc lại 6.089.140. Tiếp tục, cô chuyển sang số tiếp theo 720.305.483. Cô đọc lại một lần nữa 720.305.483. Chuyển sang số cuối cùng, ta có 34.180.300. Cô đọc lại 34.180.300. Xong được ý A, chuyển tiếp sang ý B. Ý B yêu cầu các em viết số. Người ta đã cho cách đọc rồi, bây giờ các em viết số. 170.602. Các bạn sẽ viết 170.602. Số tiếp theo 210.000.335. Cô đọc lại 210.000.335. Như vậy các em sẽ viết 210.000.335. Tiếp tục ta có số 40.800.000. Các em sẽ viết 40.800.000. Tiếp theo 5.603.007. Các em viết đặng số 5.603.007. Cô chuyển sang câu C. Cô có câu C là viết các số sau thành tổng theo các hàng. Ta có số đầu tiên 439.160. Số này gồm có chữ số 4 ở vị trí hàng trăm nghìn, như vậy nó có giá trị là 400.000. Chữ số 3 này ở vị trí hàng chục nghìn, như vậy các em cộng 30.000. Cộng với 9.000. Cộng với chữ số 1 ở hàng trăm, như vậy cộng 100, cộng 60. Tiếp theo ta có 3.045.601. Số này các em sẽ phân tích ra, chữ số 3 này ở vị trí hàng triệu, như vậy nó có giá trị là 3 triệu. Cộng với chữ số 4 này ở vị trí hàng chục nghìn, như vậy có giá trị là 40.000. Cộng với 5.000. Cộng với 600. Cộng 1 đơn vị. Cô chuyển tiếp sang bài tập số 2. Bạn nào chưa xong bài tập số 1 thì các em hãy dừng lại để tiếp tục làm xong. Bài tập số 2, nếu đúng thì các em ghi chữ D, sai thì các em ghi chữ S. Trong số 34.584.014, chữ số 4 ở lớp triệu có giá trị là... Cái chữ số 4 này ở lớp triệu thì nó chỉ có giá trị là 4 triệu thôi. Nhá,
chứ không phải là 4.004.004 như này. Ở lớp điệu chữ số 4 này thì nó có giá trị là 4 triệu thôi. Vậy ở đây người ta viết như này là sai rồi. Như vậy ý A là một ý sai. Câu B, trong dãy số tự nhiên, các số chẵn và lẻ được sắp xếp xen kẽ nhau. Đúng hay sai? Đúng, đúng nào. Một số chẵn thì sau đó lại đến số lẻ, rồi lại đến số chẵn, rồi đến số lẻ, đúng không? Vậy cái này là đúng này. Khi so sánh hai số tự nhiên có số chữ số bằng nhau, ta so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng kể từ phải sang trái. Đúng hay sai? Khi so sánh hai số tự nhiên, ta so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng kể từ đâu? Kể từ trái sang phải chứ không phải là phải sang trái. Đấy, chúng ta so sánh từ trái sang phải. Như vậy cái này người ta bảo là từ phải sang trái là sai rồi. Cái này là sai. Nếu đúng ra thì phải viết là từ trái sang phải. Sang câu D, làm tròn số 219.865 đến hàng trăm nghìn. Đến hàng trăm nghìn tức là làm tròn đến chữ số 2 này. Thì các em nhìn vào chữ số ngay sau đó là chữ số 1 nhỏ hơn 5, nên chữ số cần làm tròn này các em không được cộng, giữ nguyên. Như vậy là người ta vẫn giữ nguyên là 2. Tất cả các chữ số còn lại các em chuyển hết về các chữ số 0. Như vậy người ta làm tròn đến hàng trăm nghìn thì chúng ta được 200.000. Như vậy là cái này đúng chưa? Cái này là đúng rồi đúng không nào? Vậy chúng ta sẽ có như sau. Đây người ta hỏi là làm tròn đến hàng trăm nghìn này. Đấy, người ta có nghìn, chục nghìn, trăm nghìn, như vậy làm tròn đây thì đúng rồi. Như cô đã phân tích cho các em, làm tròn đến chữ số hàng trăm nghìn tức là làm tròn chữ số 2 này. Thì các em nhìn vào chữ số ngay sau nó là chữ số hàng chục nghìn này. Nhỏ hơn 5 nên chữ số cần làm tròn này là người ta giữ nguyên, không cộng, đúng không? Vậy người ta chuyển thành 200.000. Tiếp tục chuyển bài tập số 3. Trong mỗi dãy số sau, số thứ 5 là số chẵn hay số lẻ? Ta có này, 29, 28, 29, 30 rồi. Dãy này là dãy số tự nhiên liên tiếp tăng dần đúng không? Như vậy các em sẽ có thể viết cái dãy số này ra. Thì ta có là 28 này, ở dãy A này. Ta có số 28 này, 29 này, 30 này. Rồi đến 31 và 32 đúng không? Như vậy cái số thứ 5, đây, số thứ nhất, số thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5. Như vậy số thứ 5 ở đây sẽ là số chẵn. Nó là số 32 thì nó sẽ là số chẵn. Như vậy các em sẽ điền cho cô, đây là số chẵn. Một, sáu, mười một. Các em sẽ nhìn quy luật của dãy số B này. Các em lấy số trước, các em cộng thêm 5 thì sẽ được số tiếp theo. Như vậy chúng ta có ở dãy B 1 này, cộng thêm 5 bằng 6 này. 6 cộng thêm 5 11 này. 11 cộng thêm 5 nữa bằng 16 này. 16 cộng thêm 5 bằng 21. Như vậy cái số thứ 5 chính là số 21. 21 này chính là số lẻ, đúng không? Như vậy cái số thứ 5 của dãy này là số 21 thì nó là số lẻ này. Tiếp tục cô có 65, 68, 71. Các em nhìn quy luật đi. Quy luật ở đây là cộng thêm 3, đúng không? 65 cộng thêm 3 bằng 68 này. 68 cộng thêm 3 nữa bằng 71 này. 65 này cộng thêm 3 bằng 68 này. 68 cộng 3 bằng 71 này. 71 cộng thêm 3 nữa bằng 74 này. 74 cộng thêm 3 nữa bằng 77 này. Như vậy cái số thứ 5 trong cái dãy này là số 77. Và số 77 thì nó chính là số lẻ, đúng không? Đây chính là số lẻ. Vậy các em sẽ điền vào đây. Chính là số lẻ. Tiếp tục cô sang dãy cuối cùng. 34, 44, 54.
Như vậy ở đây các em cộng thêm 10. Muốn tìm số sau thì lấy số trước cộng thêm 10. Như vậy 54 cộng thêm 10 thì bằng 64. 64 cộng thêm 10 thì bằng 74. Như vậy cái số thứ 5 ở đây sẽ là số 74. 74 thì nó chính là số chẵn. Các số mà có tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì nó sẽ là số chẵn. Mà số có tận cùng là 1, 3, 5, 7, 9 thì nó sẽ là số lẻ. Đấy. Bây giờ cô và các bạn sẽ chuyển tiếp sang bài tập số 4. Cô có bài tập số 4 như sau. Bài tập so sánh. Đầu tiên là chúng ta có số 288.100 kem so sánh với 390.799. Đây đều là số có 6 chữ số. Như vậy, khi mà số chữ số bằng nhau thì kem sẽ so sánh các cặp số theo thứ tự trái sang phải. Đây, số bên trái này thì có 200.000, bên phải này là có những 300.000. Như vậy thì 2 bé hơn 3, vậy kem điền dấu bé hơn luôn. Đấy, các bạn điền dấu bé hơn. Tiếp theo chúng ta có số 1.099.999. Phía bên trái là số có 7 chữ số, bên phải là số có 5 chữ số. Thì số có 7 chữ số sẽ lớn hơn số có 5 chữ số, kem điền dấu lớn hơn này. Tiếp theo 5.681.000 so sánh với 5.650.199 đều là số có 7 chữ số cả. Cặp số đầu tiên ở vị trí hàng triệu bằng nhau. Kem sẽ so sánh các cặp số theo thứ tự từ trái sang phải. Cặp số đầu tiên hàng triệu bằng nhau này. Sang vị trí hàng trăm nghìn cũng bằng nhau này. Sang vị trí hàng chục nghìn, 8 lớn hơn 5. Như vậy kem điền dấu lớn hơn. Tiếp theo nữa, ta có 36.129.313. Kem so sánh với 36.229.000. Ở đây đều là số có 8 chữ số. Thì các em so sánh cặp số đầu tiên ở vị trí hàng chục triệu thì đều là 30 triệu. Sang vị trí hàng triệu thì cũng là bằng nhau, đều là 6 triệu. Sang vị trí hàng trăm nghìn, 1 bé hơn 2. Như vậy các em sẽ điền dấu bé hơn. Tiếp tục chúng ta có số 895.100. Kem xem phân tích này, chữ số 8 này ở vị trí hàng trăm nghìn như vậy là bằng 800.000 này. Chữ số 9 ở vị trí hàng chục nghìn như vậy cộng 90.000 này. Cộng với 5.000, cộng với 100. Như vậy khi phân tích ra thì đúng bằng các số phía bên phải cộng với nhau. Vậy ở đây kem sẽ điền cho cô dấu bằng. Ta có vế bên phải là 40 triệu cộng với 9 triệu thì bằng 49 triệu. Bên trái là 48.140.095 thì 48 triệu này nó sẽ nhỏ hơn 49 triệu phía bên này. Vậy các bạn sẽ điền dấu bé hơn. Đấy, cái này các em tính ra này thì nó sẽ bằng là 49 triệu đúng không? Như vậy thì 48.140.095 thì nó sẽ bé hơn so với 49 triệu. Nên các bạn điền dấu bé hơn ở đây cho cô. Tiếp tục cô chuyển sang câu B. Là sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé. Số lớn thì các em xếp trước, số bé các em xếp sau. Đây là số có 5 chữ số này, còn đây số có 6 chữ số. Như vậy số có 6 chữ số thì sẽ lớn hơn số 5 chữ số. Như vậy chúng ta sẽ xếp các cái số này sẽ xếp trước. Bên này chúng ta thấy có là 500.000, bên này chỉ có 400.000 thôi. Như vậy số lớn nhất là 514.167. Đây là số lớn nhất. Vậy các em sẽ xếp số này trước cho cô. Sắp xếp từ lớn đến bé đúng không? Như vậy là số lớn nhất, kem xếp trước. Như vậy chúng ta có số đầu tiên. Cô xếp đó là 514.167.
Số tiếp theo các em xếp là 451.167. Còn đây là số có 5 chữ số thì nó sẽ bé hơn số 6 chữ số chúng ta xếp sau. Trong hai số này thì chúng ta so sánh ở vị trí hàng chục nghìn và vị trí hàng nghìn bằng nhau này. Sang vị trí hàng trăm thì 1 bé hơn 5, như vậy cái số này sẽ là lớn hơn. Vậy tiếp theo chúng ta có 76.514. Và số bé nhất ở đây là 76.154. Câu chuyển tiếp sang câu C. Những bạn nào chưa xong thì các em có thể dừng lại để tiếp tục làm xong. Người ta cho các bạn dãy số gồm 4 số như này, yêu cầu các em tìm số bé nhất và số lớn nhất. Ở đây chúng ta có số đầu tiên, hai số đầu này là số có 6 chữ số, còn hai cái số sau này là số có 7 chữ số. Đây là số có 6 chữ số này, đây số có 8 chữ số, đây có số có 7 chữ số, đúng không? Đấy. Như vậy số có càng nhiều chữ số thì nó càng lớn. Như vậy thì số lớn nhất sẽ là số có 8 chữ số này. Cái số này sẽ là số lớn nhất. Vậy số lớn nhất ở đây sẽ là 12.345.678. Vậy các em điền số lớn nhất 12.345.678. Đây là số lớn nhất. Để tìm số bé nhất thì các em sẽ tìm trong hai số có 6 chữ số này. Số bé nhất sẽ rơi vào một trong hai số này. Thì các em đi so sánh hai số này thôi. Chúng ta có chữ số ở vị trí hàng trăm nghìn ở đây là 9, còn đây là 4. Như vậy cái số bé nhất sẽ là số này. Vậy số bé nhất là 456.789. Tiếp tục cô chuyển sang bài tập số 5. Những ai chưa xong thì các bạn có thể dừng lại để làm cho xong. Quan sát hình sau đây rồi các em đi ước lượng. Như vậy thì trong cái hình trên có khoảng bao nhiêu đồng? Thì cứ một tờ này là 100.000 đồng. Như vậy cô ước lượng là đây là khoảng 10 tờ, 2, 4 này, 2, 4, 6, 8, 10 đấy, đúng không? Cô ước lượng đây là 10 tờ, như vậy là 10 tờ thì 100.000 nhân với 10 thì sẽ bằng 1 triệu, 1 triệu này, 2 triệu này, cái này ít hơn một chút, thì cô ước lượng là khoảng 2 triệu 800.000 đồng, hoặc là bạn khác ước lượng là khoảng 2 triệu 900.000 đồng, hoặc là bạn khác nữa ước lượng khoảng 3 triệu đồng. Thì cũng được. Cái này là nó mang giá trị ước lượng, tức là chúng ta đi dự đoán. Dự đoán thì nó có thể là đúng với cái số tiền ở đây, hoặc là nó chênh lệch một chút cũng được nhá. Như vậy thì cô ước lượng là khoảng 2 triệu 800.000 đồng. Nếu bạn nào ước lượng là 2 triệu 900.000 đồng hoặc là 2 hoặc là 3 triệu đồng thì cũng được. Đọc nội dung sách giáo khoa, rồi các em điền vào chỗ chấm. Ở đây chúng ta có dân số. Các bạn mở nội dung của sách giáo khoa ra, chúng ta sẽ xem thử dân số của các châu lục tính đến tháng 7 năm 2021. Thì chúng ta có châu Á này, châu Âu này, châu Đại Dương, châu Mỹ và châu Phi và dân số tương ứng của các cái châu này. Bạn A, B, C sống ở các cái châu lục mà số dân theo thứ tự từ nhiều
đến x và đều là số có 10 chữ số. Như vậy ở đây các bạn sẽ viết cho cô ra này. Cô có dân số của châu Á này. Châu Á là 4.651 triệu người, đúng không? 4.000 này, 651 triệu này. Như vậy là ở đây chúng ta sẽ, sau khi viết xong thì chúng ta thấy là nó chính là bằng 4 tỷ 651 triệu người đấy. Tiếp theo là chúng ta có châu Âu này. Châu Âu thì là 744 triệu người. 744 triệu. Tiếp theo nữa là chúng ta có châu Đại Dương này. Châu Đại Dương là 43 triệu người. Tiếp theo nữa là chúng ta có châu Mỹ này. Thì có 1.027 triệu. Rồi cuối cùng là châu Phi. Có 1.373 triệu người. Năm bạn ABC thì đến từ năm châu lục như này. Biết rằng các bạn ABC sống ở các châu lục mà dân số theo thứ tự từ nhiều đến ít và đều là số có 10 chữ số. Vậy các em sẽ tìm số có 10 chữ số. Số có 10 chữ số thì nó sẽ rơi vào dân số của châu Á này, hoặc là châu Mỹ này, hoặc là châu Phi, đúng không? Đều là số 10 chữ số đây. Và bạn A là từ nhiều đến ít thì như vậy là bạn A sẽ là số lớn nhất. Số lớn nhất trong 3 số này, trong 3 số mà cô tích vào đây thì số lớn nhất là số 4 tỷ 651 triệu đây. Như vậy là bạn A sẽ đến từ châu Á. Số lớn tiếp theo là 1 tỷ 373 triệu người, như vậy bạn B đến từ châu Phi và bạn C đến từ châu Mỹ. Bạn D sống ở châu lục mà dân số có 8 chữ số. Có 8 chữ số đây. Đây. 8 chữ số, như vậy đây là bạn D. Như vậy còn lại là còn một bạn nữa thì sẽ sống ở cái châu Âu này, đúng không? Như vậy thì chúng ta sẽ có như sau. Sau khi phân tích xong thì chúng ta có này. Như vậy bạn E thì sẽ để sống ở châu Âu này. Vậy chúng ta sẽ có bạn A thì sống ở châu Á. Sau khi phân tích xong thì chúng ta có bạn A sống ở châu Á. Tiếp theo là bạn B thì như phân tích của cô thì bạn B sống ở châu Phi. Tiếp theo nữa là bạn C thì sống ở châu Mỹ. Bạn D sống ở châu Đại Dương. Còn lại là bạn E thì bạn E sẽ sống ở châu Âu. Tiếp theo là kem đọc ở trang 85 của sách giáo khoa. Lâm Đồng là tỉnh có nhiều cảnh đẹp. Mỗi năm ở nơi đây thu hút hàng triệu khách đến tham quan và nghỉ dưỡng. Vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, ước tính số lượng khách tham quan ở Lâm Đồng là số tròn trăm có 6 chữ số. Trong đó, chữ số hàng trăm nghìn là số lẻ thứ hai trong dãy số tự nhiên. Như vậy chúng ta sẽ ước lượng xem thử có
bao nhiêu cái lượt khách đến đúng không? Vậy chữ số lẻ thứ hai trong dãy số tự nhiên thì trong dãy số tự nhiên số lẻ đầu tiên là chữ số 1. Chữ số tiếp theo chính là số lẻ tiếp theo là chữ số 3. Và số lượt khách đến tham quan là số người ta ước lượng ở đây nó là số tròn 100.000. Tròn 100.000 có 6 chữ số. Như vậy thì tròn 100.000 thì chữ đầu có 5 chữ số phía sau đều là 5 chữ số 0 này. Vậy thì các em sẽ thêm 5 chữ số 0 phía sau. Như vậy là ước lượng là số lượt khách đến tham quan và nghỉ dưỡng tỉnh Lâm Đồng năm 2000 vào Tết Nguyên đán năm 2022 là khoảng 300.000 lượt khách. Trên đây cô và các bạn đã vừa hoàn thành xong được toàn bộ các bài tập của tiết đầu tiên ôn tập số tự nhiên của bài 38 trong quyển vở bài tập toán lớp 4 bộ sách Chân trời sáng tạo. Các em ủng hộ cho cô thì hãy cho cô một đăng ký kênh và một like video nhé. Chúc tất cả các em luôn học tập tốt và hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.